Tiếp nối bản tin với một số thông tin đáng chú ý khác. Khi bị sốt xuất huyết, nếu tiểu cầu giảm mạnh và xuất hiện tình trạng cô đặc máu thì là rất nguy hiểm, cần phải theo dõi. Và mới đây, một bé trai 9 tuổi tại Trà Vinh đã nhập viện trong tình trạng sốc sâu và huyết áp tụt. Máu bệnh nhi cô đặc nặng với chỉ số hồng cầu là 54%. Đây là chỉ số thể hiện tỷ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần trẻ dưới 15 tuổi thì thường ở mức 35 cho đến 39%. Bé trai 9 tuổi ngụ Trà Vinh đã sốt cao liên tục trong 3 ngày và đến ngày thứ tư thì xuất hiện đau bụng, nôn mửa, tay chân lạnh. Người nhà đã đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc sâu, huyết áp tụt, máu bệnh nhi cô đặc nặng. Bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết nặng, truyền dịch chống sốc và chuyển đến bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục, sau đó đặt nội khí quản thở máy. Bên cạnh đó các bác sĩ đã chuyển máu huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc. Bệnh của bé diễn tiến phức tạp, tổn thương gan, thận, suy hô hấp nặng, tràn dịch mang bụng, mang phổi lượng nhiều. Các bác sĩ cũng tiến hành chọc hút dịch mang bụng và điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau 2 tuần điều trị thì bé đã hồi phục hoàn toàn.